làm đi. Cái gì? Bắt đầu từ ngày mai, mày sẽ làm trợ lý cho tao. Tao trả lương cho mày. Thiệt hả? Làm giàu không khó. Làm giàu không khó. Làm giàu không khó. Làm giàu không khó. Anh Quang hãy ký hợp đồng phân phối kem dưỡng làm trắng da Super Beauty với lại bên Thiên Thần đi. Sao ạ? Mấy bữa nay anh ăn uống không đàng hoàng hả? Tại em thấy anh gầy hơn rồi đó. Sao Thu lại thương tôi? Thì chỉ biết thương thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Cảm ơn Thu vì đã thương một người không ra gì như anh. Ơi, Hà Linh, Thu đi về đi. Đừng có theo tôi là chỉ khổ thôi. Tôi mới lên chức, mấy cái chuyện vậy nó ảnh hưởng tới uy tín của tôi lắm. Thôi đừng có nói cho ai biết nha. Tháng sau tôi sẽ lên lương cho Thu, với một khoản tiền nữa coi như là bồi thường ha. Không cần đâu. Anh bảo chậu quay lại đi. Nga 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 bỏ vô đây. Đứng sâu lắm ở đây đi. Không có nói nữa, bỏ vô đây. Không biết sao tới giờ này tao vẫn mơ cái giấc mơ ngày xưa. Mơ cái lúc mà mẹ bỏ mình đi á. Nói chung mình khóc quá trời, mẹ vẫn cứ bỏ được. Anh Nga 37 đó mẹ. Nga. Yeah. Có phải là Châu hả? Dạ. Ôi trời, đầu óc dạo này lú lẫn hết rồi. Mẹ già rồi, thôi bỏ qua đi nha. Không sao đâu mẹ. Con Nga, Bảo, Dư. Ở bên ngoài kia mẹ cực khổ lắm để mà kiếm tiền. Định đem hết đem về đi cho tụi con đó. Vậy mà mẹ cũng bị lừa hết. Mẹ xấu hổ lắm nên không dám vào gặp tụi con. Mẹ ơi, số con cũng khổ chang mẹ vậy đó. Mẹ ơi, không có tiền cũng không sao. Mẹ phải để ở với tụi con nha. Tụi con sẽ lo cho mẹ. Được đó. Anh hai. Mẹ về rồi nè. Mẹ về rồi. Anh hai. Ôi trời ơi. Anh làm gì vậy? Anh. Trời mấy đứa. Anh làm gì vậy? Anh hai. Mấy đứa im hết đi.
Biết nay ngày gì không Ngà? Sinh nhật em đó. Chúc mừng sinh nhật nha. Đời em như chiếc dép đất, chúc gì cũng biết. Mỗi người sinh ra đời đều có ý nghĩa của nó. Có thể 37 năm qua em sống chưa tốt, giờ ráng sống cho tốt là được rồi. Sau này không có anh nữa, em là người lớn nhất nhà. Ráng lo lắng cho mấy em đàng hoàng. Rồi đừng có làm ba chuyện linh tinh nữa nha. Nói nghe em như người sắp chết vậy. Gia đình mình tuy nghèo nhưng phải sống cho đàng hoàng. Mấy chuyện phạm pháp là không có đụng vô. Còn cái thằng Hải Dịch á, nó xấu xa cỡ nào cứ để pháp luật trừng trị nó. Em cứ lo sống tốt cho bản thân em là được rồi. Đủ rồi đó. Em sống có mục đích của em. Mục đích của em á là phải bắt thằng Hải Dịch để trả giá. Trời ơi, đừng có tối ngạn nói với cái thằng điên hoài. Em điên rồi đó đâu sao? Sống không có tiền, không khác gì địa ngục đâu. Nhiều khi ai muốn ra đường á, xe tông chết cho rồi đi, hoặc là bị ung thư chết cũng được. Anh ta rất nhiều. Không ngờ là anh ta lại hại tôi tan nát đến mức như vậy.